là một nơi xa, những trái tim thì vỡ như những bóng quê nhà. Giờ đây mùa xuân tới, chẳng có một lần đầu đông thôi. Một vì người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh, Văn Thanh! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.